Bữa nay vợ anh Bảy có dịp đi chơi với hội bạn, vậy nên hôm nay thanh niên cực kỳ rảnh háng và có vài trò thú vị mới nghĩ ra. Trước khi cho mấy bạn xem mấy trò thú vị đó thì Nom Nom cần phải làm một điều quan trọng hơn, đó là gửi lời cảm ơn đến bạn Vân Chi Trần 43-55, bạn Nguyễn Hương Thải 51-60 và bạn Nguyễn Hùng. Đây là ba bạn đã có bình luận nhanh nhất ở video trước. Nom Nom chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Nom Nom Review suốt thời gian qua. Đó cũng là động lực to lớn để mình có động lực làm thêm những video hay hơn. Nếu bạn nào muốn được Nom Nom nhắc tên thì hãy mau chóng comment bên dưới phần bình luận nhé. Quay trở lại với anh Bảy, hôm nay anh đã nghĩ ra được trò khá thú vị. Trước mắt chúng ta đây là tổ ong bắp cày mà thanh niên mới trộm được bên nhà bà hàng xóm. Cụ thể thì anh Bảy vừa mua rau về nấu thì bất chợt bị một chiếc ong bắp cày đốt vào mông. Tức tối quá nên ông cháu đã phá cả tổ ong mang về nhà luôn. Hiện tại thì anh Bảy cũng khá đói. Anh bóc tạm quả quýt, sau đó chia đều ra các đầu đĩa như thế này. Rắc thêm chút hạt muối vừng tăng vị đậm đà. Không biết ở đây có bạn nào từng ăn món tổ ong này chưa nhỉ? Hãy comment xuống dưới cho mọi người cùng biết nhé. Các bạn trông nè, khi bóc lớp vảy trắng này ra, vẫn còn sót lại bé nhộng cute pho mai que chứ. Trông nhỉ nhắn xinh xắn, tuy nhiên nhộng lại chứa rất nhiều protein, ăn một con là béo lên nửa ký đấy. Bày trò tiếp tục bóc hết lớp vảy trắng bên ngoài. Ái chà, vậy ra trong đây có rất nhiều nhộng, bụng anh Bảy đang đói meo rồi. Thanh niên sẽ lấy tạm em nhộng ra, đừng bất ngờ khi anh ảnh ăn sống nha các bạn. Tiếp đó là bé nhộng bé xíu xiu, con này thì có vẻ ngọt hơn do bên trong vẫn chưa phát triển hết các cơ quan nội tạng. Vừa ăn nhộng ong vừa ăn quýt chua thì tuyệt cú mèo lên ha ha. Ở tình huống tiếp theo, trước mắt các bạn đây là một chiếc nhện nhảy mà Bảy trọ mới lụm được hôm qua. Trông thằng cu cũng cute phết mọi người ạ. Chúng ta đều biết rằng lông trên cơ thể nhện rất mềm mại. Chính vì thế anh Bảy lại nghĩ một trò vô tri, đó là thả giọt nước lên đầu em nó xem thằng cu phản ứng ra sao. Đó đó, nó còn méo chịu luôn kìa. Ông cháu thả một hồi mà phải công nhận là quả đầu ỉa chảy của nhện nhảy không hề thấm nước các bạn ạ. Rất khó để đặt cực nước lên đó. Vài phút sau, cuối cùng thanh niên đã làm được. Đã thế anh phải nhả thêm hạt nữa. Con nhện đột nhiên áng binh bất động luôn các bạn ạ. Chắc nó nghĩ Bảy báo lại làm gì đó với cơ thể mình nên chỉ khua khua cái tay lên trách thử. Ái chà, bé nó cũng giữ thăng bằng tốt ghê. Giọt nước chưa lay chuyển chút nào cả. Tương lai xứng đáng làm người mẫu luôn. Vừa nói xong, nhện nhảy nó vút nhẹ cái đã khiến giọt nước rơi xuống sàn. Anh Bảy lại rảnh tay bồi thêm hạt nữa lên đầu nó. Lần này nhện nhảy thông minh hơn, nó biết nghiêng người để làm giọt nước tràn ly. Nhưng chính bộ lông mềm mại của loài nhện là thứ khiến giọt nước động lại trên đầu nó á. Nhìn mấy cái chi của bé nó ngọ nguậy dễ thương thật đấy mọi người ạ. Tự nhiên Nom Nom muốn mua một em về chiên dầu ghê. À lộn, mua một em về nuôi ghê. Bảy trọ đưa ông tiêm qua lại khiến bé nhện hoang mang tột độ. Chắc nó nghĩ ông cháu này đang tính hành quyết mình hay gì đây mà. Á, nó nhảy đi luôn chứ. Vậy thôi anh Bảy cứ chơi với nó tiếp đi. Nom Nom cùng các bạn sẽ sang tình huống tiếp theo. Trước mắt các bạn đây là một cái phổi lợn hàng Âu chính hãng mà chú ba vừa mới mua. Cơ bản là dạo này rảnh háng quá không có gì chơi nên chú muốn tìm cảm giác mạnh, mua phổi sống về thí nghiệm. Chú dùng bình oxy để bơm phồng cái phổi lên, đù mé nó trông ảo thật đấy các bạn ạ. Có bạn nào ở đây từng làm trò này chưa? Mặc dù tiết diện khá nhỏ nhưng khi bơm oxy vô trỏng, dung tích phổi sẽ to dần như bơm bóng bay vậy. Điều này cũng giống như cách mà chúng ta hô hấp á các bạn. Khi hít vào, phổi sẽ nở ra để chứa không khí, thở ra sẽ đẩy CO2 ra ngoài khiến phổi bị dẹp lại. Đây là ống thở, chú ba đổ 3 lít nước vào trỏng, chả hiểu để làm gì nhưng chú thích thì làm vậy thôi. Có điều lúc thổi khí vô thì có thể thấy phổi sẽ bị phồng to hơn ban đầu một chút. Sau thí nghiệm lần này thì chúng ta biết được rằng là phổi lợn rất ngon, tẹo nữa Nom Nom sẽ ra ngoài chợ mua về ăn luôn mọi người ạ. Hôm nay anh Bảy lại bị vợ chửi vì dám giành suất rửa bát trong nhà. Đúng là phận con trai 12 bến nước. Vì quá buồn bực vậy nên ông cháu vừa nghĩ ra vài trò thí nghiệm khá thú vị. Hôm nay ông cháu khoác lên mình bộ đồ trắng. Anh sẽ cố gắng tạo ra món vũ khí phòng thủ mỗi khi bị vợ đấm. Cụ thể là thanh lightsaber này nè các bạn. Trông đẹp bá cháy bọ chét phải không? Tuy nhiên để hoàn thành được nó, anh Bảy đã chuẩn bị một vài hợp chất hóa học. Nói nhỏ cho mọi người biết, thứ mà Bảy trọ đổ vào ống nghiệm chính là nước mắt của anh á. Khi tắt điện, thật bất ngờ khi nước mắt của anh lại phát quang ra màu xanh ngọc đẹp mắt. Nom Nom nghi vấn không biết Bảy bóng có phải người ngoài hành lang không nữa. Nếu không thì làm sao nước mắt lại có màu xanh được. Tiếp theo, anh sẽ sử dụng hợp chất C2H5OH, cụ thể là thứ bột đỏ này vào ống nghiệm, khuấy đều để hỗn hợp hòa tan. Ái chà các bạn trông nè, khi tắt đèn đi, ống nghiệm còn lại đã chuyển lục, ống nghiệm thứ 3 chuyển màu tím. Khá màu mè và sặc sỡ, vãi nho luôn, ông cháu còn chế ra được một lọ nghiệm phát sáng. Anh Bảy nói rằng hợp chất này được chế tạo từ máu và nước mắt của anh sau những tháng ngày bị vợ chửi, thật là quá đã mà. Sau khi kết hợp chúng lại, anh này sẽ làm công đoạn cuối cùng, đó là đổ dung dịch lên cây gậy này. Vậy là chúng ta đã có một thanh lightsaber siêu ngầu lòi rồi các bạn. Nhìn họa TS trên cây gậy rất bắt mắt, mà đen cái là dung dịch bắn tìm lum xuống mặt sàn rồi. Tẹo nữa Bảy trọ mà không lau chắc vợ anh đấm anh không trượt phát nào quá. Không biết có bạn nào muốn có thanh kiếm ánh sáng này không nhỉ? Hãy comment xuống bên dưới để Nom Nom kêu anh Bảy ship về tận nhà cho các bạn nha.
Ở tình huống tiếp theo, do dạo này anh Bảy quá rảnh háng nên đã tạo ra một hệ sinh thái gồm nhiều loài động vật thủy sinh khác nhau. Giờ chúng ta hãy cùng xem thành tựu mà ông cháu đạt được như thế nào nhé. Vào ngày đầu tiên, Bảy Trọ phải bỏ tiền tiết kiệm ra để mua thảm thực vật và lớp đất nền cho hệ sinh thái, cụ thể là rêu xanh, sỏi và gỗ xưa. Tuy nhiên, để bắt đầu sự sống, Bảy Trọ sẽ để loài giun đất làm tiên phong. Chúng có thể giúp bề mặt đất tơi xốp, điều này khiến cây cối dê hấp thụ chất dinh dưỡng hơn. Ngày thứ hai, anh Bảy tiếp tục thả thêm một loài sinh vật khác vào hệ sinh thái, đó là dế mèn phiêu lưu kỳ. Tuy nhiên, đen cái là chỉ với một ông cháu dế, nó đã ăn rất nhiều thảm thực vật xanh. Để cân bằng hệ sinh thái, anh sẽ cho một nhân vật nữa xuất hiện, loài ếch cây bình dương. Nó tạm thời sẽ đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn. Dế mèn có thể cảm nhận nguy hiểm bằng haki quan sát. Nó đang cố gắng lẩn trốn dưới những tán cây khô, và điều gì đến cũng phải đến. Kẻ ăn cây cỏ đã bị ếch bỏ vô dạ dày. Vài ngày sau khi dế mèn bị làm thịt, hệ sinh thái đã tươi tốt trở lại. Anh Bảy tạo ra một cơn mưa rừng rậm nhiệt đới. Cơn mưa dày đặc khiến tất cả các loài động vật phải tìm chỗ trú. Hai ngày giông bão trôi qua, nhưng hốc cây được lấp đầy bởi nước mưa. Anh Bảy đã phát hiện ra những sinh vật có sự sống. Chúng chính là những con bọ đuôi bật đang bò lúc nhúc dưới mặt nước. Bảy Trọ không lo ngại về chúng vì loài bọ này chỉ phân hủy chất hữu cơ trong nước giúp toàn bộ hệ sinh thái phát triển hơn. Ngày thứ 14, anh Phát nghe thấy tiếng lách cách dưới thân gỗ mục. Khi nhấc lên thì chúng là một gia đình giun bình dương. Bọn giun này khác hoàn toàn với giun đất vì chúng có khả năng sinh sản rất tốt, nhiều đến nỗi đã ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái cây cỏ. Bảy Trọ lại phải tiếp tục thả vào một sinh vật, có lẽ nó sẽ thay thế vị trí của ếch cây, trở thành kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Thằn lằn xanh, chúng có thể đổi màu tùy thích dựa vào môi trường sống. Vãi nho, chưa gì một ông cháu đã kiếm cho mình một miếng sâu ngon lành rồi. Nom Nom sẽ tạm thời review hệ sinh thái của anh Bảy đến đây thôi. Trước mắt các bạn đây là chú chuột hamster rất chi là đáng yêu. Có vẻ thằng cu vừa mới thức dậy sau một mùa ngủ đông ấm áp. Đủ mẹ ai nhốt thằng cu trong trại giam thế này. Hamster đang cố gắng tìm chìa khóa để mở cửa giam cầm, nhưng có điều nó tìm mãi cũng không thấy, thậm chí lục tung chiếc giường lên. Ái cha, nó phát hiện một lỗ thông gió và chui qua đó. Đường ống này dẫn đến căn phòng bên cạnh, nơi sinh sống của bà lão ác quỷ Gzenny. Hamster tiếp tục bò qua một căn phòng khác, trông nơi đây có vẻ là trung tâm điều khiển thì phải, rất nhiều thiết bị máy móc. Đột nhiên thanh niên bị đưa vào trong thế giới game Minecraft cực ảo Matoku Da Water Hell. Hamster lạ lẫm chưa biết mình đang nơi nào, nó chỉ đang cố gắng rời khỏi nơi khỉ ho có gáy này càng sớm càng tốt. Vãi nho, có tên lạ mặt nào đó đang theo dõi. Hamster phải trải qua rất nhiều quái vật nhện nguy hiểm, đủ mé nó trông ảo đá thật chứ. Còn đây chắc là mấy cục sờ lam thì phải. Bạn nào chơi Minecraft thì hãy comment xuống phía dưới cho mọi người biết nhé. Ái chà, con zombie này vẫn theo dấu chân mà chuột hamster để lại. Hắn cũng dễ dàng vượt qua những cạm bẫy nguy hiểm, đủ mé lần này thì bị kẹp xẹp lép như cái bánh kép luôn. Chuột hamster cũng nhanh chóng đi qua vùng núi tuyết hiểm trở, sau đó nó đã trở lại phòng điều khiển. Nhìn đần đần cute vậy thôi nhưng thằng cu là dân hacker đấy nhé. Hamster điều khiển điều hòa trong phòng bà Gzenny khiến nhiệt độ giảm lạnh siêu cấp. Bà Gzenny dùng điều khiển chỉnh lại nhiệt độ không một chút giả chân nha các bạn. Sau đó bà ta tức giận đi kiểm tra. May mắn thanh niên chuột đã kịp thời trốn trong hốc tủ, nguy hiểm quá xá. Cuộc trốn chạy tạm thời kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy cuộc tẩu thoát của chuột hamster trước bà Gzenny thú vị thì hãy cho Nom Nom xin một like để có phần tiếp theo nhé. Ha ha.